Thân chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm món xíu mại trứng muối. Món xíu mại trứng muối gồm có cà rốt, hành tây, cà chua, hành lá, ngò, tỏi, thịt xay và trứng muối. Trứng muối mình đã chuẩn bị 5 quả mà mới đập ra được 2 quả, còn 3 quả một hồi mình làm tiếp. Và cà rốt, hành tây mình bào nhuyễn, bào sợi, hành lá mình sắc nhuyễn và thịt xay, bỏ chung vô để một hồi, mình trộn lại thành một hỗn hợp rồi mình vo tròn lên cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình tiếp tục làm đây. Sau khi trứng mình đập ra, mình chỉ lấy toàn là tròng đỏ thôi, và thịt và cà rốt, hành tây mình đã nêm vô chút nước mắm, chút tiêu, chút đường, chút bột nêm, nêm sao cho vừa ăn là được. Cà chua mình thái hạt lựu. Sau khi hỗn hợp mình đã trộn đều và nó sẽ như thế này. Và bây giờ mình sẽ chia ra làm 5 phần. Sau khi tôi nói với các bạn là tôi do 5 viên, nhưng mà vì do 5 viên to quá, tôi lại do thành 8 viên. Và bây giờ chắc tôi phải cần thêm 3 cái trứng muối nữa. Sau khi đã dò viên và nhận cái trứng cút lên trên mặt của viên xíu mại, và trong nó như thế này đây. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước và bắt đầu hấp. Mình để cái dĩa bên trong và đặt cái dĩa này lên trên để cho khỏi nước nó khỏi chảy vô. Đây, mình đặt cái dĩa xíu mại trứng muối này lên trên cho nước, khi mà mình hấp nước nó khỏi tràn vô cái dĩa này. Và mình đậy nắp lại trong khi hấp để cho nó nhanh chín. Và bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo để làm sốt gà. À, bỏ dầu vô chảo rồi mình bỏ tỏi vô khi cho thơm nha. Úi, sao nó vàng quá. Sau khi mình bỏ cà chua vô, nêm nếm nước mắm, muối, đường, tiêu. Cho nó vừa ăn, rồi mình đảo đều chờ nó chín. Vừa nấu ăn, cái tay thì nó dơ mà mình lại quay video nữa. Ôi, thật là một công đoạn rất là gian khổ. Mùi thơm bắt đầu thơm. À, mình đã nếm thử. Cũng ngon, vừa miệng. Sốt sao cho nó đặc, nó kẹo. Khi mà mình hấp xíu mại chín rồi thì mình lại có một cái nước sốt vừa kẹo vừa màu đỏ đẹp mắt. Giờ mình bỏ thêm đường, cà chua nó nhiều cho nên nó hơi chua. Khó nhất là công đoạn dò viên, cái tay nó dơ, phải cầm cái điện thoại lên quay. Đây, mình đang hấp đây. Khi hấp thì trứng nó chín, nó sẽ chuyển qua cái màu vàng. Đó, mở nắp ra thăm chừng. Bây giờ chờ chút xíu. Sau khi đã hấp chín, và bây giờ tôi sẽ bỏ qua bên nước sốt cho nó có màu đỏ đẹp.
bỏ qua nồi nước sốt và nấu thêm 5 phút nữa là mình có thể ăn được rồi. Chuyển qua nồi nước sốt nè, và mình lấy cái nước ở trong cái dĩa này, nước cốt trong dĩa này nó ra rồi, mình bỏ vô nồi nước sốt luôn cho nó ngon. Mới đầu dự định là 5 năm cục xíu mại, nhưng mà bây giờ đã dư ra 3 cục. Vì bạn nào muốn ăn thì comment và mình sẽ comment cho mình, và mình sẽ gửi wrap qua cho mấy bạn nhé. Đó, bỏ qua lần lượt từ từ. Lần này là lần thứ hai làm xíu mại trứng muối, nhưng mà chỉ là lần đầu làm video được trọn vẹn. Lần trước không có kinh nghiệm cho nên chưa có dám quay để cho các bạn coi. Bây giờ có kinh nghiệm được chút xíu quay mà không biết là nó có hoàn thành tốt đẹp hay không. Thì nếu như có cái gì mà sơ suất thì các bạn coi cũng du di cho mình nhé, du di vì mình mới lần đầu làm video, làm vlog cho nên nó không có chuyên nghiệp lắm. He, nhìn cũng hấp dẫn. Bây giờ mình nấu sơ lại chừng 5 phút thôi là cái nồi xíu mại trứng muối của mình tuyệt đẹp và ngon nữa. Sau khi bắt cái chảo nước sốt cà lên và đun sôi thêm 5 phút nữa thì nhìn rất là ngon, hấp dẫn, thơm. Các bạn có thể ăn với cơm hoặc với bánh mì. Trời ơi, nó ngon quá. Mời các bạn thưởng thức bằng mắt nha, và mong rằng các bạn làm thử ở nhà xem thử coi có thành công hay không. Một tí nữa mình sẽ trình bày ra dĩa khi mà mình đã nấu xong nè, cái màu sốt cà của mình nó màu đỏ rất đẹp. Tí nữa nó xong là mình sẽ trình bày ra dĩa, nhìn rất là đẹp mắt, hấp dẫn. Bạn nào mình còn dư ba cục xíu mại, bạn nào muốn ăn thì comment và gửi địa chỉ cho mình sẽ ship bằng GrabFood qua nha. Sau khi mọi thứ đã chín và mình trình bày ra dĩa, đây múc từng cái trình bày ra dĩa. Ô dạ, nóng quá. Ô dạ. Ô dạ. Đẹp chưa? Mình đã có một món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Trưa nay mời cả nhà cùng ăn bánh mì xíu mại trứng muối, hoặc là ăn cơm với xíu mại trứng muối. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và share cho mình nhé, để mình có động lực làm tiếp những món ăn ngon khác nữa.